Dạ, con xin chào cô chú, chào cả nhà. Một ngày mới con xin chúc cô chú và cả nhà mình an lành và hạnh phúc. Con mới vừa đi bán về. Con chạy lên con lấy mấy thay của em xuống, con thay đồ ăn trưa cho mấy em. Lên ngủ thả cẳng hết rồi cô chú. Không có nào đâu mừng con luôn, mấy bữa còn có chạy ùa đâu mừng, đứa nào cũng ngủ hết luôn. Mấy đen thì nó đen thui nên là con phải chiếu gần cô chú cả nhà mới thấy được em nó còn thức hay chưa. Ơi Út ơi, nãy giờ không mừng sao giờ biết mừng chị hai. Hello ơi, nãy giờ giờ biết mừng hai là sao hả? Bơ đen ngủ. Nay mừng trễ quá à, nay không ra cửa mừng với hai đúng không? Ủa ơi, mày ở đây. Dạ, giờ con xuống lấy đồ ăn cho mấy em. Rồi con lên dọn dẹp, mà sáng trước khi đi con dọn phòng sạch sẽ mà nó chơi, nó giỡn tùm lum. Cái nhà của mấy em á, thì con để sát vô góc tủ, giờ nó văng ra tới đó. Cả khay cà móng một cả hộp đồ ăn nó cũng đổ qua luôn rồi chú. Thôi chị hai xuống thái đồ ăn cho nha. Dạ con chuẩn bị đồ ăn xong rồi nè cô chú. Ba chén pate với lại hai chén gà. Dạ cái này cho bé Đen. Bé Đen thì sáng mẹ con nói cho ăn gà nhiều lắm rồi, bây giờ cho ăn chút xíu. Bé Đen cũng hết nước hết hạt rồi, để con lai chăm thêm cho em. Cái này của bé Ú, cái này của bé Bơ, còn cái này của Vàng Lượm. Lộ không ăn hả? Lộ mê chơi lắm một chút. Mê chơi cực. Vàng sống vàng. Con mấy mấy vàng nó đói bụng chưa nữa. Mấy đứa này nó đói bụng nó mới chịu ăn một chút. Con nằm vậy hả ba? Con nằm nãy giờ mấy tiếng đồng hồ, từ lúc chị hai về chị hai xuống làm đồ ăn cho con xong mà chị hai lên con vẫn nằm vậy luôn á hả? Trời ơi, con nằm lùi, con sắp thành heo lùi luôn hả ba ơi? Chạy với con, ba lùi quá à. Dậy ăn đó, dậy ăn đâu. Dạ thôi giờ con để cho mấy em tự do, tại vì mấy em này là nó đói nó mới chịu ăn thôi chú. Nên như cái dạng đó là nó tự giác lại nó ăn. Bà lượm con ẩm lại không chịu ăn, giờ ngồi thình lình đó nè, ngồi như ông kẹ vậy. Cô chú coi lượm ngồi đó. Giờ con xuống con cho mấy em chiếc chiếc tắm nữa, hôm nay mấy em chiếc chiếc giờ. Thôi hai rửa chuồng cho dơ rồi, dơ quá trời dơ rồi, nặng quá.
rửa chồn sẵn cho mấy em sẵn luôn chú. Dạ chiếc chiếc của con thì nó quyền tắm lắm. Còn bé kia nó không có qua từ nhỏ thì chiếc chiếc con tập cho tạt nước rồi nó quen rồi. Cái mặt trời chiếc chiếc con tạt nó không chịu, con phải dựng lại rồi. Thả ra nó chạy nó tiêu rồi. Đợi chiếu, đợi nước tài nha ơi. Đầu quơ, đợi nước tài. Chiếc ơi, chiếc chiếc cháu ngồi vô nhà con chú. Chiếc cháu ngồi vô nhà nó có vô được đâu con. Không, đau quá. Tự nhiên em đi nuôi vịt nữa.
Lần nào cô dọn cho mấy em đó cũng tốn cỡ chừng 25-30 phút thôi đó. Thank you.
bị trầu quơ hai vợ chồng đó. Con cho tắm hoài luôn á, mà lúc nào tắm ra cái không nước cũng đục hết trơn á. Nó dơ quá trời. Tắm xong mà tự nhảy luôn. Còn em chiếc chiếc của con là một khi bỏ vô thau nước là bỏ luôn trong đó, không bao giờ chịu nhảy ra. Con phải ngậm ra mới chịu đứng rỉa lông á. Giờ mỗi đứa đứng một góc để lòng không kệ này không chui vô cho bay luôn. Dạ con cũng xin kết thúc video clip tại đây. Dạ con xin chúc cô chú và cả nhà mình xem clip vui vẻ và một ngày mới an lành và hạnh phúc. Dạ con xin bye bye cô chú và cả nhà mình. Cực quá cô chú ơi, mệt chết luôn ấy. Ngày nào con cũng dọn vậy.